Dạ, Hoàng Nghĩa mến chào khán thính giả. Thì sau khi mới vừa nhận được quà của một mạnh thường quân gửi cho bác ba mình nè mọi người. Thì bây giờ hai cha con Nghĩa sẽ chuẩn bị đi qua bên đó để thăm hỏi và trao quà lại cho bác ba mình tí xíu. Con vô xách cái ba lô ra cho ba con, đóng hai cửa lại luôn. Rồi, ok, bây giờ đã xong rồi nha, chuẩn bị đi thôi. Lên đường thôi. Ngồi sao vững chắc vô nha. Biết rồi. Con được dắt nhưng mà sợ cái cả đeo trên áo như là rớt xuống á. Dừng Con gớt cái mít không đó. chạy nó dần dần mà rớt lắm. Cái con đừng có nhúc nhích cái mít của anh, nó ồn cái âm thanh. Cái đi, cái kẹp yên vậy đi. Do mấy bữa nay trời mưa á mọi người, mưa đường nó hơi dơ chút. Rồi giờ ra đường lớn rồi đó nha. Rồi giờ tới cái đường quẹo vô trong khu nhà trọ của ông bác rồi nghe mọi người. Giờ nghĩa sẽ qua lộ. Ây da, ây da, cái nước ngập quá mọi người. Ây da, rồi cầm cái điện thoại cho chắc nha ba, nó lướt xuống lướt một cái là hư luôn á. kiếm tiền mua cái mới. Dạ. Đường xấu quá mọi người. Sắp tới rồi, sắp tới rồi. Rồi đây nha. Tới rồi nghe mọi người. Ây da. Rồi xuống con. Thì đây nghe cô chú anh chị. Thì bây giờ cha con của Nghĩa cũng đã đến phòng trọ nơi của ông bác. Đi 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 đến cái phòng số mấy đi đi ở tút trong này nè con đó đó cô chú anh chị thấy đó là bác ba không thì bác ba mình đang ngồi đó mọi dạ. Người mặt nước không coi chừng có chó đó con. À, con đi qua sát bên đây nè. Con qua sát bên đây. Bác ba. Xin chào. Nhớ con không? Bữa mấy bữa trước mới ghé đó. Thì bữa nay con ghé xuống đây mang 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 quà của anh Vũ gửi nè. Dạ. Dạ. Thì bây giờ Nghĩa sẽ mời khán thính giả cho Nghĩa xem lại phòng của bác ba mình tí xíu nha mọi người. Kỹ sư nghèo 1983. Rồi bây giờ thấy con chó hết hồn, chó lành quá. Ở đây nghe khán thính giả của Nghĩa
thì cho mọi người xem lại một cái nữa nha. Mua dây chai, cái bình rác, với lại cái xin đồ, đồ của mọi người. Sao mong bán bớt đi? Có bán cái được cái cho nữa, mới cho nữa mất bao rồi nữa, mới mất bao rồi nữa. Cái đây 2 ngày, có mất một bao rồi. Để ngoài người ta mới cho để bên ngoài thì phải rồi, ông để ở ngoài đường thì người ta không có để ngay cái cổng ra vào đó. Thì bây giờ Nghĩa sẽ cho khán giả xem cái phòng của ông bác ba mình nha mọi người. Vì đâu mà cái phòng trọ là bởi vì người ta cho đồ mà. Vì đâu mà ông chắc cho rồi mình cứ lấy thôi. Ông chắc quá trời đâu mà. Dạ thì đâu có sao đâu, có chuyện có gì quan trọng đâu. Người ta cho là mừng á. Dạ không có một cái đường đi luôn á ông ơi. Dạ. Dạ ông chắc quá trời không có đường đi luôn. Tôi hiểu rồi. Thì bây giờ thì họ cho là cho rồi bán, cho rồi bán, cho rồi bán. Thì soạn ra bán bớt đi. Thì anh có phải thông cảm chứ. Chứ người ta mới cho đồ 2-3 ngày hôm nay chứ. Là cho đồ đó. Đây, thì mình phải lấy chứ. Quá trời luôn nè mọi người. Mình mà được người ta cho đồ là mừng lắm á. Mình đem đồ đi mình bán. Quá trời không? Đó. Dạ thì cho đồ là cứ mừng thôi. Nghĩa kêu bác ba soạn bán bớt đi. Dạ nghe rồi. Nghe rồi, tôi nghe mà, tôi nghe lời. Thôi giờ mình đi xuống dưới thăm hỏi bác ba mình một tí xíu nha mọi người. Mấy bữa nay có đi lụm gì nhiều không? Có đỡ đỡ nha. Nói cho đúng ra thì trong vòng một đêm một ngày vậy đó thì nhiều nhất là vào khoảng được tới liền. Đóng bên phải á, bên tay phải. Một ngày một đêm vậy thì có thể kiếm được vào khoảng dưới 40.000. Mấy cái đồ dây chai nè, về cái mình sạn ra mình bán, cái nào dây chai mình bán bớt đi. Bán bớt chứ, ngày mai ngày mốt bán á. Ừ, để gì đâu mà quá trời rồi cái chuột đồ không. Mình bán bớt đi cho nó trống trống rồi mới mốt mình lụm nữa, rồi người ta cho nữa về rồi mình mới có nữa. Rồi tôi hiểu rồi, tôi nghe lời anh Nghĩa mà. Dạ, thôi con chứ nói gì nếu mà bác ba hiểu được. Tôi hiểu ý. Là tốt rồi. Rồi. Chứ con cũng muốn khuyên bác ba là nó tốt thôi chứ. Mình thì đương nhiên. Cái nó ẩm, nó ướt, rồi nó rồi. Chuột, rồi với nó hôi, đồ kia nọ. Chống trải phòng đi ra đi vô gì đâu mà. Bác ba để đồ gì đâu mà đi vô không có đường đi luôn. Rồi, hiểu. Thì thôi chắc con... ghé hôm trước thì hỏi tên tuổi thì con cũng có hỏi rồi. Hôm nay con chủ yếu là đại diện cho anh Vũ ở khu vực 5 thị trấn Đức Hòa, tỉnh Long An mình nè, gửi tặng cho bác ba là anh gửi nhờ con đem xuống gửi tặng cho bác ba là 500. Người đích là Vũ hả? Anh cái này là của anh Vũ. Vũ? Dạ của anh Vũ ở Vũ. Thị trấn Đức Hòa, tỉnh Long An mình nè. Rồi bây giờ phải quay tivi đấy, nghe tôi cầm cái tay nè. Đó, rồi, cái đó. Tôi phải nói là tôi nói gì kệ thôi. Dạ, cái đó là của anh Vũ gửi cho bác đó. Còn rồi bây giờ tôi nói nè. Chuyến trước thì của con thì ví dụ thì thôi, còn cái này của anh Vũ thì nói của anh Vũ. Bây giờ có ý kiến anh Nghĩa đứng lên đi. Dạ. Anh đứng sát rồi tôi mới nói chuyện được. Con chỉnh cái góc máy ngay giờ. Bây giờ chỉnh máy đi. Rồi tôi với anh đứng sát nhau rồi tôi nói chuyện. Chỉnh thì con ấy nè. Rồi thì con đại diện cho anh Vũ ở khu vực 5 thị trấn Đức Hòa, tỉnh Long An mình đó, gửi cho bác ba là 500 đó bác ba. Thì sẵn đây rồi bác ba có cái lời gì cảm ơn gửi đến anh Vũ mình không? Anh Vũ thân mến. Dạ. Trước mắt là coi như là anh Vũ là nhà tài trợ. Dạ. Thì tôi thành thật cảm ơn anh rất nhiều. Cầu trời khẩn Phật. Dạ, Hoàng Nghĩa mến chào khán thính giả thân mến lại một lần nữa. Thì coi như cái phần mà Nghĩa đại diện cho anh Vũ xuống đây trao quà lại cho bác ba thì Nghĩa đã làm xong. Thì sẵn đây Nghĩa cũng xin có cái lời cảm ơn anh Vũ đã hỗ trợ cho Nghĩa có cái điều kiện để tới lui tìm kiếm những hoàn cảnh khó khăn.
thực hiện cái đam mê, cái nguyện vọng của mình. Thì ở đây bác ba mình lần cuối có cái lời gì cảm ơn đến anh Vũ gì đó. Bác ba. Kính thưa toàn thể quý khán giả, kính thưa quý vị thân mến, kính chào anh Vũ. Anh Vũ là nhà tài trợ đã thương người, đã giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn. Thì rất mong anh Vũ có tình thương, có tình yêu giống hệt như bây giờ, và mãi và sao để mà giúp đỡ những người lớn tuổi, già, neo đơn, khó khăn, mất sức lao động, không có công ăn việc làm, không ai giúp đỡ. Thì cảm ơn anh Vũ rất là nhiều. Cầu chúc anh Vũ sức khỏe, thành công trong tất cả các công việc làm. Dạ. Và hạnh phúc. Rồi, thì cũng như cái lời cảm ơn của ba gửi đến anh Vũ xong, thì trước khi kết thúc cái video này, Nghĩa cũng luôn tiện là nhắn gửi đến cậu con trai của bác ba mình ở đây. Thì mới nãy có tâm sự nghe bác ba nói là hô nghe phong phanh là cậu con trai gì đó ở đâu bác? Nha Trang. Ở Nha Trang gì đó. Nếu mà cậu con trai của bác ba có xem được cái video này, có nhìn ra được cái hình ảnh cái người cha đang sống cái cảnh khó khăn, nhà trọ, cố gắng sắp xếp được thời gian để tìm kiếm được bác ba để chăm nom cho bác trăm tuổi già. Thì nói chung ra là Nghĩa chỉ gợi ý tốt gửi gắm đến cho cái người con trai của bác ba mình ở đây thôi. Còn bây giờ chắc Nghĩa xin phép dừng video ở đây, coi như cái nhiệm vụ của Nghĩa đã hoàn thành. Thì hẹn một cái dịp nào đó nếu mà có trao quà nữa thì Nghĩa lại tiếp tục sắp xếp xuống đây thăm hỏi bác ba mình nữa. Còn bây giờ bye bye, hẹn gặp rất mong đây. Tất cả các dạ. Quý vị giúp đỡ, quý vị giúp đỡ qua anh Nghĩa, giúp đỡ bất cứ những người nào đang khó khăn, giúp đỡ qua anh Nghĩa, thành thật cảm ơn dạ, quý vị dạ. Rất là nhiều.